Hey Joe, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ mặt đấu trường chân lý của mùa 11, cùng nhau khám phá về meta 14.13 nha anh em ơi. Hai lõi 1 và lõi 3 khá là đẹp, nhưng mà cũng đã lâu rồi thì mình chưa chơi lại cái lõi quà sinh nhật. Thế nên là mình sẽ chơi lại quà sinh nhật này xem sao. Hai này thì có Yasuo 2 này, bật luôn. Với lõi quà sinh nhật thì anh em hay chơi đội hình gì? Còn tôi chưa biết chơi đội hình gì. Khởi đầu thì cứ xong đấu mà vàng rồi. Cái gì đây? Level 5 ở vòng 2.1 ạ. Đùa tôi à? Đây là một cái vùng đất tổ đội lăng kính. Tất cả nâng cấp của game này sẽ ở bậc kim cương. Wow. Phải thế, nhà này level 5 mà đội hình còn nhiều 2 sao nữa à? Đỉnh cao Vario thế. Chơi game mà làm cho mấy người khác mà cảm giác là hơi bị chóng mặt nha. Chóng mặt đau đầu nha. Quiana. Pha này thì tôi cũng đang muốn là up cấp để xem là mình sẽ nhận được con gì từ lõi quà sinh nhật. Để giải thích làm sao cho dễ hiểu nhất về lõi quà sinh nhật thì mình sẽ nói cho anh em như sau. Là ví dụ bây giờ mình lên cấp 4 thì sẽ nhận được một vị tướng bậc 1-2 sao. Nhưng mà lên cấp 5 thì cũng trừ đi 4 luôn, vẫn là bậc 1. Nhưng mà nhá, lên cấp 6 thì anh em trừ đi 4 giúp mình là sẽ nhận được một vị tướng bậc 2 và 2 sao. Nó dần dần lên đấy anh em. Chứ giờ mà chúng ta không tích tiền mà lên cấp thì chút nữa là khổ lắm. Ui lại thua rồi. Giờ lên cấp vẫn thua, thế nên là chúng ta đánh chuỗi thua mẹ đi nhờ. Thua 2 chết. Ho thần tích. Có áo choàng thái dương này mà không lắp này. Bán hai con này đi à. 10 tiền. Điều mẹ đi. 3 định mệnh thì cứ để đấy đi. Có gì thì có. Inred cho bạn một trang bị tạm thời và chúng tồn tại trong 3 vòng đấu. Trang bị gì? Dây chuyền vật diệt. Nghĩ dây chuyền sẽ ngon ở thời điểm này. Wow. Yasuo luôn. Đây đi. Có lẽ nào lại là Yasuo 3 không anh em? Sen, Gna. Hai Yasuo đấy. Nếu mà có 4 song đấu thì về. 4 song đấu. Tướng song đấu sẽ nhận thêm tốc độ đánh sau mỗi đòn đánh cộng dồn 12 lần. Ở cột mốc 6 và 8 thì nó sẽ nhận thêm cái phần trăm sát thương gánh chịu nữa. Rất là thú vị. Bộ khởi đầu, anh em hình như đang muốn đánh chuỗi win rồi. Anh em đánh chuỗi win tương đối nhiều. Bởi vì lựa chọn lõi là tôi biết ngay. Quá không kéo mình thắng được nhà này luôn à. Thắng được ấy chứ. Morgana đầu game thì cá đuối thật. Mà thắng game này thì lại làm cho mình mất đi cái chuỗi thua 2 và 4. Chuỗi thua 5 thì mới được tiền. Thôi kệ đi. Tôi cũng quen với cái cảm giác mà bị mất chuỗi như này rồi. Mất chuỗi là quen rồi. Cái gì không? Chitana thì vàng. Gì mình sẽ đánh xong đấu game này luôn. Mình sẽ lấy BF nha anh em nhá. No. Mày không lấy. Hồi Chitana. Nhiều ông bảo tôi đánh chung với mấy ông cùng lobby thì không có nha. Thường thường thì anh em để ý á, đánh chung sẽ có một cái mic ở đây này. Còn tôi làm gì có mic nào, tôi chơi người chơi hệ độc hành mà lấy đâu ra mà côn anh em được. Đó. Lắp luôn thịt kiếm đây. Đang leo rank xếp hạng cho anh em xem luôn. Làm tí hắc ám xem nào. Đấy. Ari. 3 định mệnh à. Cho con này vào đây, con này vào đây. Cái này thì mình có nhiều lối đánh khác nhau vãi. Nhưng mà mình sẽ đánh lên kiểu cấp cao nhất. Đến cấp 10 chúng ta sẽ nhận được vị tướng 5 tiền nào và lên được 3 sao càng tốt. Và càng sớm càng tốt. Amine. Nhà này vương miện sử gia. Wow.
phê đấy. Sử gia có form này đúng chắc bắp luôn á. Ui, cái này khỏe nhờ 5 sử gia. À 4, đợi 5 sử gia rồi. Ghê vai. Đấy, vào này thua mẹ đi là chúng ta là tầm khoảng 4 chuỗi thua rồi. Thiện no pro. Chưa có. 28. Bởi vì lucky yêu. Na 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 na. À, một vương miện của định mệnh. Dần dần thì sẽ xoay bài sang à. Xếp sang bên này. Tổ đội lăng kính. Chỗ nào mà có kiểu quỹ phòng hộ hay là lõi gì thì chúng ta sẽ tích tiền lên cấp thì sẽ phê hơn. Giai đoạn này thì cứ phải tích lũy lên 50 tiền đã. Anh em để ý nãy giờ mình không lên cấp luôn, cứ để tự nhiên đó. Bởi vì ngưỡng 50 là rất là quan trọng. Đấy, cực kỳ quan trọng luôn. Ui, thắng, cứ nửa thắng nửa thua thôi. Buồn thôi rồi. Này cũng cầm nhiều ra xua ấy nhở. Thì ra mình cũng không cần ra xua 3. Nếu mà may mắn lên được thì lên thôi. Không, mình không ép nhá. Không ép. Inbred. Với hai trang bị này, hắc ám chắc là cho Zone hợp. Và chúng ta có thể đánh vườn na đần rừng định mệnh. Nó cũng không khoai lắm đâu. Mắt tẻ nghi Innova. Nhà này cũng đánh xong đấu à. Một gậy. Gì nữa? Wow. Đai máu. Một quỷ thư. Quỷ thư không phải là trang bị của bắp nhưng mà sẽ phải cần thiết trong bất kỳ game đấu nào. Wow. Ra xua xuất hiện hơi nhiều này. Tại bây giờ chúng ta chỉ còn hai con Yasuo nữa thôi là Yasuo 3. Như này có gì mình sẽ đánh xong đấu đi. Có vẻ độ. Như này cấp 5 mà 40 tiền, mình cấp 4 50 tiền. Nếu các bạn nhà nào giàu hơn. Yasuo cầm thú tượng đầu tuyến đầu uy tín mãi. Cái gì mà đã có Kain rồi? Đâu phải là bộ khởi đầu đâu nhở? Là bộ khởi đầu đâu? Rồi luôn. Lại thua. Thắng một bước, lùi hai bước. Người ta lùi hai bước, tiến một bước. Mình như thế này. Lỗi gì? Wow, cùng hội cùng thuyền. Đổi lại cái này nào. Đổi lại cái này. Wow, nhỏ mà có võ. Ây da, Rek'Sai kìa. Kiếm tử thần, vô cực kiếm. Kiếm tử thần và vô cực kiếm hay là lan xúc sắc. Không có lõi tích tiền hoặc lên cấp nhỉ, hơi chán. Nhìn lấy lõi này đi, cho nó áp đảo tí. Thực ra cũng chưa biết lắp cho ai nhưng mà có còn hơn không. Xoay bài như trong trọng. Này đánh áp phê. Thét rồi. Móng vuốt. Tôi đợi quỷ thư đi. Cái gì nào?
Senna. Đây nhìn này, chỗ này xuống dưới một xíu. Có Nai này, nhưng mày không đánh Nai được. Toàn là đồ sát thương vật lý thôi anh em ơi. Chúng ta có thể đánh Long Vương, xây ra các kiểu, xây ra xạ thuật sư hoặc là đánh Lê Xin, Kai Sa, à không, Lê Xin, xây ra, đấy. Cố lên, bây giờ tôi muốn thắng để giữ máu lên cấp thôi. Muốn thua nữa. Đàn này mất chuỗi nhiều quá nhở. Ông Hoàng mất chuỗi rồi. Yasuo thì mình nghĩ không chắc lên 3 được. Bán luôn tích tiền. Còn con Darius này thì mình sẽ giữ lại để chúng ta có thể thay đổi nhá anh em nhé. Thay đổi trang bị cho nó. Có gì không? Có Kai'Sa ngon phết này. Wow. Kai'Sa, Kai'Sa. Lấy Kai'Sa nhá. Anh em mình chơi flex mà. Trời, mỗi lúc một bài luôn. Kai'Sa đổi vào đây luôn nhở. Hợp lý luôn ạ. Quyền năng. Wow. Combo đồ này hơi nhiều sát thương ấy. Có là thay, có là thay. Riven. Còn quỷ thư chắc là phải cần game này anh em ạ. Thì nó sẽ đánh Kai'Sa Morgana. Đồ đa này cho Zhonne cũng được. Cứ từ từ rồi anh em mình định hình lại đội hình. Nếu mình cứ ép nó theo một cái chiều hướng thì tôi sợ nó không hay. Hồi nãy biết lấy cái lõi nhỏ nhưng có võ kia là ngon nổi. Cái lõi mà biến thành tí hon ấy anh em. Lõi đấy thì nó lõi combat, đỡ phải suy nghĩ về đồ. Bắn. Ui. Vứt rồng lợi hại đấy, trời ơi. Mà có Lê Xin rồi. Kai'Sa 2 ở level 6 à. Vãi cả bìu. Chơi game đến thế thì chịu. Soraka. Soraka xong cho con Zhonne nhỉ. Zhonne vào là bú luôn ạ. Cảm giác là hơi ngợp. Kai'Sa cao cường. Ui tính ra ông nào đánh Kai'Sa là lấy cao cường vào là chuẩn đét luôn này. Phải tạo được cái sự đột biến ở game này, không là chúng ta sẽ phải là người bị bỏ lại. Sẽ là người bỏ lại, bị bỏ lại thôi. Lại thua. À thắng. Chưa phát nào mà gỡ được cái quả chuỗi. Ganna cao cường. Tam Ken. Daina. Tôi thấy là tôi đánh xong đấu game này có vẻ hợp hơn ấy nhỉ. King Red. Tôi đánh xong đấu game này có vẻ hợp hơn. Tại vì là chúng ta có đồ cho cheat, đồ cho Lê Xin. Đi lao. Zhonne bây giờ cũng chưa chơi được. Cứ để đây từ từ anh em mình xoay nhá. Một cái cung xanh à. Nếu mà đánh xong đấu thì chúng ta cũng không cần cung xanh. Tại vì có Ire rồi ấy. Tôi hay chơi kiểu vậy. Để xem cấp 8 nó cho mình con gì đã. Chờ cấp 8 nhé anh em nhé. Chờ nốt. Cái gì đây? Góc thần tài mà không chơi thần tài là như nào?
cọc thần tài mà đi chơi chơi cái này. Đồ này cũng khéo đổ lê xin cũng có thể luôn. Bán thăng hoa à? Thăng hoa tuyệt đỉnh chứ không phải là bán nữa. Thăng hoa tới số luôn. Elao Kingred, chúng ta có gì? Vòng kỳ ngộ tiết lộ đối thủ. Wow, cái lõi này giống kiểu như là cái vòng kỳ ngộ này giống kiểu như là cái nhìn thấu tương lai anh em. Ui, nhà này xài tiền gớm thế, quỹ phòng hộ mà xài tiền gớm thế. Tuyển nhân sự và quỹ phòng hộ cộng cộng, mình sẽ lấy quỹ phòng hộ cộng cộng đi. Chúng ta sẽ được 40 vàng luôn. Một phát cả nổi, một phát phá thần. Đồng nghĩa với cái điều này thì mình nghĩ chúng ta cần phải có một cái form giữ máu ổn định. King Red này cho cái gì? 18% tốc đánh. Polybia 4 tử thần thì bây giờ cũng chưa có đấy. Senna bây giờ rất ngon. Rek'Sai, một đồ random đi anh em ơi. Rồi chúng ta cứ tích tiền lên cấp thôi. Một diệt khổng lồ à? Hay là áo choàng bóng tối? Cần diệt không nhỉ? Áo choàng bóng tối cho Kain thì sẽ ngon hơn. Cấp 8 mà cho Lê Xin phát là mình xoay luôn. Ra xoay lên cấp 8 được không? 24. Lãi của mình là 17. Đây à. Lõi 3 không phải là lõi combat, thế nên là chúng ta hơi thua tí. Không sao hết nha. Chưa lên được. Mình quyết định là đánh xong đấu nha anh em nhé. Soraka đang cầm cái này ngon quá, mình không nỡ bán. Con gì? Ui, Naughty. Đây. Ui, nhà này tính đánh 8 xong đấu à? Cạnh tranh rồi. Cạnh tranh rồi bà con ơi. Thử thư cho Ire cũng được anh em ạ. Ây da, hơi thốn. Chắc mình sẽ xài tiền của level 9 đi. Không dám lên level 10 đâu. Lissandra. Tầm này thì quyền năng có rồi. Chả biết lấy gì luôn ấy. Áo choàng bóng tối Kain. À sao mình hơi bị cá cuống ở giai đoạn này. Không biết là tồn tại sau hai vòng nữa chúng ta sẽ còn bao nhiêu máu. Nhà này lên xin 2 rồi á. Đo đi đóng giày toàn là đồ đẹp thôi. Mày lo nghĩ gì rồi. Level 9 thì có tỷ lệ tìm Ire ngon hơn. Thì mày chấp nhận cắn răng anh em ạ. Cắn răng mà chịu đựng. Vai sốc đàn chết luôn đấy nha mình. Ăn thua rồi. 37. Thốn thế. Phát về đáy xã hội luôn. À chỉ một vòng. Ui giật con 29 rồi. Giật này đúng kiểu hơi đau tim ấy nha. Mấy nhà đánh lên xin.
Nhà này Cain rồi. Nhà này thì Nai thần thoại định mệnh. Nhà này khả năng cũng đang tìm lên Sin level 8. Hình như có một nhà chơi Cain thôi. Đúng không? Nhà này hình như một nhà thôi thôi anh em ạ. Vậy là anh em mình phải đầu tư vào bọn U Linh à. Tại vì game này mà muốn top 1 thì chắc phải Cain 3 thì mới top 1 được. Sợ luôn ấy. Nhà này Morgana rồi. Vai con này nắm này giống con kia chết rồi nó chuyển sang cái đối tượng nhà mình luôn. 18. Cố gắng dãy nha. Cái liều rồi. Đài nà. Hai con gấu. Có 5 tiền sẽ là con quyết định mà. 20 tiền lên cấp 9. Xài hết tiền mà không ra được Ire là coi như là ăn cực luôn. Ire lấy xin. Tắt cái vết cây đấy. Gì đây nè. Ngộ không ạ. Ngộ không cũng được. Ừ, sao Annie lắm ấy. Ngộ không à. Trong mà E3 đồ. Cain hiền giả. Ờ, có vẻ hợp lý đấy. Cain hiền giả. Ok. Đánh xoay quanh form này nhé. Giờ chúng ta đang dư Asua này. Ờ, cái đồ random của mình ném mẹ hơn kia rồi. Hai Azir on. Con này không cần. Hiền giả cuốn múc 3. Có Zira vào đây thì chúng ta sẽ có được vừa có được ấy vừa có. Và bây giờ cho Zira vào thì theo anh em có ổn không? Gõ đầu mày nè. Ngộ không 3 à, level 9 thì khoái quá. Hai con Azir, hai con On. Hai con On thì bán rồi. Raka thì chắc cần. Ui, Galio. Có Zira này. Đổi lại chúng ta sẽ mất Long Vương. Là một chút về cái bùa hỗ trợ đi. Rakan, Daina, họa sư 2. Cái nhà Cain kia sắp đi chưa ta? Để mình ôn in vào con Cain này nào. Thế bây giờ mình lên cấp 10 là hợp lý rồi anh em nhỉ? 4 hiền giả. Ủa, tự dưng xoay mẹ. Ảo 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 ảo. Ra được cái form mẹ. Phê lòi vãi. À, nhà Minh Quang này vẫn cầm. Cho nên là không ấy được anh em ạ. Có gì trong phiên đi chợ lần này? Có Irelia. Cầm cung xanh à. Nên lấy không nhỉ?
Đấy, Ire thì chắc là mình sẽ chỉ lấy Ire 2 thôi. Ui, đến lượt luôn ý. Annie, chắc mình sẽ lấy Annie làm tí phòng thủ đây. May cái lọc bình càng nhà cầm ngộ không mà biết lên kịp 10 không nữa. Ông nào cầm ấy nhỉ? Ui, Rakan 2 luôn rồi. Check lại một lần xem nào. Đây, nhà này cầm 2 con Kayn. Ngộ không. Long Vương hiền giả. Bỏ đi Morgana cho đại ca set vào không nhỉ? U Linh các kiểu. Ui, đồ random xấu đấy. Đúng rồi, tiếp cận con đằng sau đi. Mình bán hai con Azir đi đây. Ui, ngộ không đam to vãi anh em ạ. Anh Quang này còn siêu máu. Dyna 2 72 vàng. Tại vì bây giờ mình cũng không chắc là có thể lên được 5 tiền 3 sao đâu. Nhưng mà 4 tiền 3 sao ở level 9 thì cũng có khả năng cao đúng không? Quà sinh nhật Kayn. Chắc chắn là mình gặp nhà này đúng không? Họa sư. Đúng rồi, cho bé con này đi. Chứ toàn bé con này của tôi là hơi sợ, hơi quài đấy nhá. Anh Quang hình như vẫn chưa bay. Bay không? Đúng rồi, anh Quang hình như bay rồi. À chưa. Đánh với bản sao thì anh Quang không bay được các bạn ạ. Vai nổi thế. Vẽ bà ngũ không đi. Nhà cầm ngũ không không? Một nhà cầm họa sư. Ui, cầm nhiều cay lên vãi. Hình như không ai chơi ngũ không cả. À, có cơ hội, có cơ hội. Thẳng thán cay này đi. Vì thích tiền ở giai đoạn này cũng ngon nha anh em nhá. Đến cấp 10 chúng ta được có 5 tiền nào cho vào cũng được. Nếu mà ngộ không nữa thì phê. Ngộ không phát là ngộ không 3 luôn à. Cháy sườn luôn. Cháy cái sườn luôn. Ui, nó phải nhân bản. Lên bưởi luôn nha. Ui, Rakan luôn kìa. Azir 2, Lissandra. Không con nào. Ui, ui, đây rồi. Đây rồi anh em ơi, Rakan 3. Holy shit. Rakan 3 anh em ạ. Round này mà đi thì đúng nọ, phải nói với anh em là tiếc đứt ruột. 18 máu thì sao mà đi được, đúng không? Cái form bài của mình thì sao mà đi được đây. Nại sư. Một pha dãy thân thanh đúng không? Quỹ phòng hộ cộng cộng này, trời ơi nó cộng nhiều tiền dã man luôn. Cộng tiền kinh khủng thật. Rakan 3. Nè, 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 nè. CV 3 á, sợ thế. Gì đây, Irelia á. Gấu á, sợ thế. Sợ thế nhỏ. Sợ quá, sợ quá. Nhà này cầm hai con. Thì tôi hút đổ con này ra, tôi cho con
con ấy của mình cầm xoay ra đi nhanh nhỉ. À cứ chơi tí Raka nữa thì mình sẽ xoay xoay ra. Ui giời ơi, hất tung thế này bay tít thò lò lên trời rồi. Wow, mãn nhãn, mãn nhãn, mãn cái nhãn luôn. Lườm rau mà gấp mẹ mánh thịt luôn. Ai à, nhà này gặp bản sao nhà mình mà ăn được á. Mắt mình có mờ không nhỉ? Con này tôi thấy là chỉ có bài của mình ăn được có thôi. Mắt có mờ không? Ăn được 5 tiền 3 sao à? Đỉnh cao đấy. Nhà này có Irel. Lấy đâu ra Irel. Họa sư đúng không? Làm nhẹ quả Ire 3 thì vô đối nhỉ. Thôi lúc chúng ta phải đổi một tí nhá. Đổi một tí nhá. Sợ ad game. Đây này, cái này, này cái này. Thôi cho vòng tối cho an toàn. Trời giờ trời chắc. Xảy ra. Ui giời ơi, tưởng thế nào mà ăn được Rakan 3 của tôi. Hình như là double kill à. Đừng. Ừ, một máu. Irelia. Không có Ire rồi. Có cuồng đao. Hắc ám. Không biết là mình có đủ cơ hội để lên được Ire 3 không. Thằng này nhiều họa sư quá này. Như là không thể tôn chậm chậm tí không ra Ire à. 6 chỉ có 6 con anh em ạ. Đây như này thì cũng đã quá là mãn cái đôi nhãn rồi anh em ạ. Bộ đôi Rakan và Saiya 3 à, tự dưng lại bớ được một con ở đâu đây. Thôi tầm này là cũng tiện khách các bạn ạ. Ui giời ơi, nó bá đạo thực sự luôn. 5 tiền 3 sao chứ không phải như thế này. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất rất là nhiều vì đã theo dõi video đến thời điểm bây giờ. Hẹn gặp lại anh em trong những video siêu phẩm sắp tới nha. Đừng quên ủng hộ mình một like, đăng ký kênh. Bye bye.